Món phô mai giòi sống chứ danh được xếp hạng là món ăn nguy hiểm và kinh dị nhất trên thế giới khi chứa tới hàng nghìn con giòi sống từ trứng ruồi. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Không Giới Hạn News. Các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, giới bán hàng online cả nước đã phải ngả mũ thán phục trước khả năng chốt đơn thần thánh đến từ một shop thời trang ở Thanh Hóa khi đưa ra chiến dịch sale mang tên 160.000. Chiến dịch marketing đỉnh cao đã giúp cho chủ cửa hàng chẳng còn gì để bán chỉ trong một đêm. Quả là một tầm nhìn vượt ra khỏi sự hiểu biết của toàn nhân loại. Ngay lập tức, nhân vật chính của chúng ta đã được mời thẳng lên phường uống nước chè và chia sẻ kinh nghiệm. Đấy là mình nghe những người khác nói như thế, còn thật ra như thế nào thì mình cũng không có biết. Đó, nhưng mà ở Không Giới Hạn News của chúng ta thì cũng đang xuất hiện một hiện tượng khiến cho bao người khiếp sợ, thậm chí là ngất trên cành quất, sởn da gà khi gặp phải, chính là con giòi. Với tiêu chí luôn mang đến cho khán giả những thước phim chân thực nhất về tất cả các thể loại động vật, ngày hôm nay, Không Giới Hạn News xin phép được trình làng một nhân vật mới lạ mà lại hơi bị quen quen. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình xem những chú giòi mũm mĩm đáng yêu này thì có gì mà lại được Không Giới Hạn News chọn mặt chỉ tên nhé. Lui. Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Giòi, nghe cái tên thôi là thấy sao xuyến rồi. Nó dạo dựng hết cả con người lên đi các bạn. Còn khi mà vô tình được chiêm ngưỡng hay là may mắn được em nó hỏi thăm khoang miệng của chúng ta thì đúng là... No! Hết được chấm luôn. Chả thế mà không chỉ chúng ta thấy rùng mình mà đến cả các đầu bếp nổi tiếng chuyên chế biến những món ăn độc lạ trên thế giới thì cũng phải chào thua. Bởi nếu vô tình mà thấy giòi và đồng bọn xuất hiện trên món ăn hay là gian bếp của các bạn thì chứng tỏ bạn đã thất bại. Nhưng tại sao một con vật mũm mĩm nhìn có vẻ đáng yêu cute phô mai que mà lại bị con người xa lánh như thế? Nếu chưa biết tại sao thì hãy cùng mình lật lại sơ yếu lý lịch của con giòi này để xem thế nào nhé. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bề dày truyền thống là ăn cơm trước kẻng không mời mà đến, chính là con ruồi. Nói một cách đơn giản dễ hiểu thì con giòi chính là ấu trùng của loài ruồi. Giòi là một sản phẩm được sinh ra từ tình yêu đôi lứa giữa ruồi đực và ruồi cái rồi kết tủa thành trứng. Sau thời gian mang nặng đẻ đau thì chúng phải gồng cơ đít thít cơ mông mới có thể đẻ ra được một ổ trứng dài dài. Từ chính những chùm trứng trắng múp míp béo ngậy đó sẽ nở ra những con giòi đáng yêu như các bạn đang thấy. Các cụ đã dạy rồi, yêu nhau thì yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Mà từ cổ chí kim đến bây giờ thì có ai ưa cái con ruồi đâu cơ chứ, thành ra là cả họ nhà chúng nó bị ghét thì cũng là điều dễ hiểu. Nói thế này thì chắc là nhiều ông lại gáy kiểu, ôi chúng nó là trẻ con mà, chúng nó có biết cái gì đâu. Nhưng mà xin lỗi các bạn luôn nha, đấy là loài nào, chứ cái thế hệ mầm non của loài ruồi này ý, thì các bạn cứ phải xem hết video ngày hôm nay rồi hãng đưa ra kết luận. Đấy các bạn cứ nhìn xem, có cái loài nào mà ăn tàn phá hại như là cái lũ giòi này không? Ăn đến nỗi mồm không mọc nổi da non, đã thế lại còn không biết nhường nhịn nhau gì cả. Nhưng trộm vía cháu nó cũng thuộc dạng dễ nuôi, cho cái gì thì ăn cái đấy, không hề đòi hỏi. Còn nếu như các bạn muốn biết sức công phá đồ ăn đến từ những con tàu há mồm này như thế nào thì cứ xem chúng nó đánh chén các loại hoa quả xem. Được cái là anh chủ đẹp trai của lũ pet này cũng nuông chiều khi cung cấp đủ loại vitamin từ các loại hoa quả tươi không cần tưới, lại còn giữ vệ sinh cá nhân rửa tay thật sạch trước khi chế biến nữa chứ. Người đâu mà tâm lý dễ sợ, nay anh đổi món mặn là hamburger cho lũ pet. Cùng thử xem với cái thân hình bé như hạt đỗ đen thì chúng chén một chiếc hamburger trong bao lâu nhé. Trời ơi, 39 tiếng, tốc độ quá nhanh so với kích thước nhỏ bé kia. Bảo sao ruồi mẹ lúc nào cũng phải đẻ trứng giữa một ổ thức ăn. Cũng dễ hiểu thôi, chỉ cần mở mắt ra là chúng đã sống trong ngập ngụa trong nhung lụa và chỉ việc ăn và lớn thôi. Vậy nên, nếu như các bạn thấy đồ ăn nào mà ruồi bâu nhiều, không phải là vì thích thức ăn của bạn đâu, mà nó đang chọn mặt gửi trứng đấy. Vậy nên các bạn làm thế nào thì làm, quyết không cho nó đẻ trứng nhá. Vào một ngày đẹp trời, bạn vào siêu thị và săn sale được một em gà khỏa thân ngon bổ rẻ, còn đang lâng lâng hạnh phúc thì có thông báo bạn đã tiếp xúc với F0. Oh no! Do bế đi cách ly quá vội nên em gà chẳng được quan tâm và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Những vị khách không mời đã ngay lập tức có mặt, ngày đầu thì còn lảng vảng coi như đến hỏi thăm xã giao tí. Chứ đợi đến ngày 2 sau khi biết nhà vắng chủ, thế là chúng kéo cả vợ đến ăn ngủ nghỉ đẻ tại chỗ luôn. Chỉ sau 2 ngày thôi mà số ruồi tính bằng đàn, còn số trứng thì tính bằng lạng chứ không phải là bằng quả nữa.
Đến ngày thứ ba, khi đánh chén xong xuôi, bố mẹ ruồi rủ nhau đi tăng hai và gửi gắm lại một ít lạng trứng lộn. Và thế là điều kỳ diệu đã xảy ra, hàng ngàn, hàng vạn ấu trùng ruồi đã nở. Ròi và đồng bọn bắt đầu chiến dịch càn quét mang tên chén sạch sành sành. Thôi thì cái gì không mất tiền thì mình cứ xơi tự nhiên. Đến ngày thứ tư, số lượng của ròi đã đông hơn bất kỳ cuộc biểu tình nào trên thế giới. Nó như một làn sóng càn quét từ phao câu trở lên, bởi nó hiểu rằng tốc độ lớn của nó phải nhanh hơn tốc độ thối của gà. Thế là chúng nó lớn nhanh như thổi cả về số lượng và kích thước. Chỉ sau 7 ngày, lượng ròi đã gần như bao phủ tất cả. Và đến ngày thứ 8 thì ôi thôi, còn cái nịt. Còn đến ngày thứ 10, khi chủ nhà được về sau thời gian cách ly thì... Oh no! Chả biết các bạn thấy sao chứ mình là mình thấy thung thủng thoang thoảng rồi đấy nha. Bảo sao rồi đi đâu cũng bị ghét là phải, bởi bọn chúng còn mang cả con cái đi gửi người khác nuôi nữa đây này. Đó là để ròi ký sinh trong bụng kiến, mà lại còn là kiến nữ hoàng mới chịu cơ, biết chọn mặt gửi vàng thế chứ lị. Rõ ràng là nhà mình có con ruồi nào đâu mà lại có ròi ở đây nhỉ? Ruồi còn đang ở ngoài khóc thét kia kìa. Hóa ra là chị ruồi đang đứng từ xa để quan sát đàn con thơ dại của mình chào đời sau bao nhiêu ngày được gửi gắm trong bụng kiến nữ hoàng. Bằng một cách nào đó, có thể là qua đường thức ăn mà kiến nữ hoàng đã vô tình nuốt phải trứng ruồi, để rồi bây giờ phải sống để trả nợ đời. Khi kiến tìm được nơi an cư lạc nghiệp thì lúc này lũ ròi trong bụng mới tòi ra để tận hưởng thành quả. Đúng là khôn tử trong trứng là có thật. Nói đi thì cũng phải nói lại, ngoại trừ gây cảm giác khó chịu và kinh dị cho người đối diện thì ít ai biết được rằng ròi cũng cực kỳ là hữu ích. Ví dụ như là cái con gà kia mà không nhờ ròi và đồng bọn xử lý thì có mà thối ba gian nhà, khắm ba gian ngõ ấy chứ. Hay là xác động vật cũng vậy, không nhờ ròi đánh chén tập thể để xác nhanh phân hủy và hòa vào lòng đất thì không biết đến bao giờ mới được đầu thai. Và cũng nhờ cái sở thích ăn thịt mà thịt thối chúng nó lại càng khoái, thành ra ròi được dùng để chữa bệnh rất hiệu quả. Ví dụ như là giúp dọn dẹp những phần thịt bị phân hủy trên vết thương người bệnh chẳng hạn. Nhưng mà các bạn lưu ý này, đây là những con ròi y tế nhá, nghĩa là được nuôi trong môi trường vô khuẩn, chứ còn ròi tự nhiên thì... À mà thôi. Không những có tác dụng chữa bệnh, mà ròi còn là một nguyên liệu để tạo ra một món ăn vô cùng nổi tiếng cũng như đắt đỏ, đó chính là phô mai ròi. Món phô mai ròi sống chứ danh được xếp hạng là món ăn nguy hiểm và kinh dị nhất trên thế giới khi chưa tới hàng nghìn con ròi sống từ trứng ruồi. Nhưng nó lại là đặc sản của đảo Sardinia tại nước Ý. Để giúp quá trình lên men diễn ra tốt hơn, người ta sẽ dùng một loại ruồi đẻ trứng vào phô mai. Sau đó phô mai được bảo quản ở chỗ tối và mát để trứng phát triển. Khi trứng nở thành ròi, những sinh vật nhỏ này sẽ ăn chất béo trong phô mai, giúp món ăn mềm mịn và có hương vị rất đặc trưng. Ấu trùng của loài ruồi này có màu trắng, mềm và dài chừng 8mm. Một bánh phô mai đạt tiêu chuẩn phải chứa khoảng vài nghìn con ròi như thế. Nếu như muốn thử loại phô mai có ròi sống, bạn sẽ phải che tay khi đưa vào miệng. Bởi vì những con ròi tăng động có thể nhảy bật cao vào mặt của bạn. Những người dân địa phương thì cũng khuyên cáo là nên nhai thật kỹ trước khi nuốt, tránh trường hợp xấu xảy ra. Trong trường hợp bạn không đủ can đảm, bạn cũng có thể để miếng phô mai vào túi bịt kín, chờ đám ròi chết hết rồi mới mang ra thưởng thức. Còn mình thì mình chịu, nhường các bạn hết. Không chỉ giúp ích trong y tế hay là nguyên liệu của một số món ăn nổi tiếng, mà ròi cùng với đồng bọn của mình còn làm một việc vô cùng hữu ích nữa, đó là chuyển chất thải thành vàng. Đó là một khả năng đặc biệt được nhiều người mong muốn sở hữu đến từ ấu trùng của loài ruồi lính đen. Tận dụng khả năng ăn như vũ bão của ròi, nên một trang trại côn trùng ở Singapore đã cho chúng xử lý hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Bước tiếp theo thì rất đơn giản, họ sẽ thu hoạch những chất sinh học như là chitosan, melanin và probiotic từ những con ròi đó. Nói qua về mấy hoạt chất sinh học kia thì chitosan có đặc tính chống viêm sưng và được sử dụng trong mỹ phẩm cũng như dược phẩm. Melanin có thể được xử lý để dẫn điện, dùng trong thiết bị điện tử. Lợi khuẩn probiotic được dùng trong thức ăn cho gia súc, đấy là vàng chứ còn cái gì nữa. Nhìn nhỏ bé thế nhưng mà mỗi ngày hàng trăm triệu con ròi có thể xử lý đến 400 cân rác thải thực phẩm. Một bước tiến mới cho xử lý rác thải sinh hoạt mà không còn tình trạng người dân không được đổ rác do bãi rác ABC tạm đóng cửa nữa. Vậy mới biết là trên đời này cái gì cũng có giá trị của nó, chỉ là có gặp đúng người nhận ra giá trị đó hay không mà thôi. Dù thế nào thì các bạn cũng hãy thử học cách nhìn ròi bằng một lăng kính khác xem như thế nào nhé.
Các bạn có thể thử nuôi vài nghìn em ròi xem nó ra làm sao. Mình đoán là trải nghiệm cũng không tệ đâu. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu như thấy chương trình ngày hôm nay hay và hấp dẫn như mọi khi, đừng quên like, share và subscribe channel Không Giới Hạn News. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau nhé. Bye bye!